Ok, hello chị sinh năm bao nhiêu? 98. 98 á, bây giờ em hỏi chị coi nha. Là đi đám cưới của người yêu cũ hát bài gì cho ngầu? Hát bài người yêu cũ đi. Anh sống ra sao, yêu người thế nào. Người yêu cũ phải nghi ấy. Đâu, chị hát đoạn được không? Hát một đoạn hả? Hát một đoạn thôi. Xin như thế này hát hay lắm đấy. Cuộc sống đau lưng trước điều gì, tình yêu có thể đến mà. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là được nhìn anh vui. Ok, hello em xin bao nhiêu? Em xin 2-5. 2-5 thiệt á? Dạ đúng rồi. Đi đám cưới người cũ hát bài gì cho ngầu? Người yêu cũ hả? Trời em cũng không biết nè, em đang xỉn. Thì em hát bài gì? Quá khứ kỳ của anh hả? là hát bài đó quá khứ kia của anh là để cho cô dâu nghe ở quá khứ của anh nó như vậy để cô dâu bỏ hả? Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi. là cho đám cưới đi luôn. Đúng vậy. Cực kỳ ghét chủ đó luôn nha. Người cũ em làm gì tò lắm hay sao? Kể review sương sương cho anh nghe nè. Thì cũng đúng, tại vì những lúc mà khó khăn này kia á, thì em cũng gửi tiền lên Sài Gòn này kia nè, tại vì em cũng ở quê này kia á. Cái khó khăn thì em cũng kiểu như là chu cấp á, nghe được một ít thôi, cũng không phải là cởi, nhưng mà tới lúc mà người ta có kinh tế này kia ổn định này đó, nhưng mà quên. Người ta đúng mà quên em, kiểu như là phủ nhận ngàn gì đó. Đi đám cưới người cũ bạn hát bài gì cho ngầu? Vợ người ta. Giờ em đã là vợ người ta. Tại sao bạn lại chọn hát bài đó? Tại vì mất đi mối tình mình yêu thương rồi. Bây giờ bạn có thể nào hát một đoạn cho người ta nghe được không? Áo trắng dâu cầm hoa mát tung tóe thanh niên gào la. Nhưng mà đi hát bài đó xong cái người cũ có tắm bạn không? Tất nhiên là có rồi, má nó phàn cho nó chai. Bạn có tắm lại không? Không. Đi đám cưới của người cũ thì hát bài gì cho ngầu? Em hả? Em không đi. Không đi luôn, không thèm đi, không thèm hát. Còn em sao, hát bài gì cho ngầu? Có người yêu đâu mà cũng chứ chồng ơi. Có thế kiểu rồi. Đâu có người yêu cũ chứ mới. Bây giờ ví dụ phải đi. Phải đi đó hả? Thì hát bài gì cho ngầu? Ngồi nhìn được không? Ngồi nhìn không hát luôn? Không luôn. Không thèm hát. Có chút người ta câu gì không? Không biết nữa, không biết chút gì chứ. Khỏi chút luôn. Khỏi đi luôn. Khỏi đi. Khỏi chút luôn. Khỏi đi, người ta cũ rồi, bỏ đi. Cũ rồi, bỏ đi. Bỏ. Cũ bỏ, sao không hết. Thôi mình bỏ đi chứ tự nhiên mình nếu lại làm gì. Ok anh cảm ơn. Ok anh cảm ơn hai em nhiều nhá. Đi đám cưới của người cũ hát bài gì cho ngầu? Hát bài là chạy ngay đi chứ anh. Chạy ngay đi trước khi mọi người ra tôi. Là hát bài chạy ngay đi à? Biết là kêu cô dâu chạy đi. Yeah. Hát bài gì cho ngầu? Đó một cuộc tình. Là hát bài đắp mộ cuộc tình. Là chùa quẻ cho người ta đắp mộ cuộc tình này luôn hả? Chắc là em không đi đám cưới người yêu cũ đâu anh. Là không đi đám cưới nên không thèm hát. Yeah. Còn em sao? Bài từng quen anh. Coi là chúng ta chưa từng quen. Là hát bài từng quen. Dạ. Cho người cho cô dâu cai hay sao? Cho cô dâu cai. Chắc bài nhớ người yêu cũ. Em hát bài đó cô dâu liệu có đóng em không? Không, em nghĩ là với cái trình độ học võ của em thì em cô dâu thôi, không đánh lại em đâu. Còn em cho em hát bài gì? Em sẽ hát bài chia tay của Bùi Tuấn. Là cầu cho người yêu cũ chia tay. Ok, nói chung là một bé mấy em đưa ra rất là ok. Ok anh cảm ơn em nha.